Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây dưới mili ạ. Một cây dưới mili tầm cao có khoảng độ tầm 35 cm, nhưng mà rất già. Đây mình quay cái phần thân gốc để các bạn xem, cực kỳ già luôn. Sần sùi hết rồi. Tay tán họ làm rất là kỹ, nhỏ thôi nhưng họ làm kỹ lắm. Nhẹ nhàng. Nói chung là một cây ruối mini rất là nhẹ nhàng. Cái này thì có thể chơi để trên bàn làm việc. Một người bê nhẹ thôi mà. Đây các bạn hình dung với tay mình này. Đây. Rất là nhẹ nhàng. Cái này già lắm này. Sần hết rồi. Sần nó bong hết rồi, các bạn nhìn rõ không ạ? Nó cứ lớn là nó lại bong mà. Bong thì nó lứt cốc, nó to ra. Phần ngọn cũng mốc rồi. Cái này rất già. Đẹp quá. Cái này thì những cái bạn nào mà có ở chung cư hay ở khu nhà nhỏ nhỏ ấy, thì chơi những cây này là vừa. Cây này rất là đẹp. Mặt sau của cây cũng mình cũng thấy rất là đẹp. Thì bây giờ mình quay tổng thể của cây nhá. Để các bạn hình dung. Tám rồi, họ làm được dăm rồi. Đẹp quá. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.